Hello, chào mừng anh em trở lại kênh Gan Tour Zombie. Đây là video về giải đấu giữa các zombie. Ở đây sẽ bao gồm 32 con zombie, tương ứng với 16 trận. Và các zombie ở đây chỉ sẽ là các zombie thông thường thôi, không phải là không bao gồm các Gan Tour. Như anh em thấy ở trong hình, mình sẽ chia ra làm 5 round. Vòng bảng đầu tiên sẽ lấy ra 16 con zombie, vòng sau lấy ra 8 con. Ở vòng này thì đây là một con zombie đặc biệt, con IMP. Trong video trước làm về giải đấu IMP thì đây là con IMP mạnh nhất. Nên mình sẽ cho thêm vào. Một con IMP này có thể tương đương với một con zombie cực mạnh thông thường rồi. Anh em có thể thấy là nó đập một phát là chết con zombie. Vì vậy không thể bỏ qua con này được. Một ứng cử viên vô địch không chừng đấy.
Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của round 1 giữa con Dojo Zombie và con Warzone. Con zombie trồn là một con được đánh giá cực kỳ mạnh. Tuy nhiên có vẻ như con Dojo Zombie hoàn toàn có thể bất hoại với các con Warzone. Ok, như vậy chúng ta đã có 16 zombie ở trong round 2 và sẽ tiếp tục được chia làm 8 cặp đấu tiếp. Big Head All Star đấu với con Knight Zombie. Trận thứ 3 sẽ là con Football Mecha đấu với con Brickhead. Con Rock Buncher này có khả năng đập mạnh tương đương với con Gargantua. Vì vậy nó cũng là một ứng cử viên vô địch tiềm tàng. Anh em có thể thấy sự sát thương của nó trong trận này. Wow, chỉ một phát thôi là con Buncher zombie hy sinh luôn. Tiếp theo là đến con Ga MP Lego và con ET. Wow, thực sự bất ngờ khi mà con ET Zombie có thể đánh bại được con IBP Gargantua khá là dễ dàng. Oh!
Ok, như vậy chúng ta đã xong round 2 và tiếp đến round 3. 4 trận đấu bao gồm 8 con zombie. Đây là trận đầu tiên. Con Rock Bull zombie và con Real Dragon zombie. Đây đều là hai con zombie hạt giống số 1. Khả năng sát thương cực lớn. Đặc biệt là con Zodel nó khả năng hút một phát chết luôn. Tuy nhiên là con Rock Bull chơi này nó vẫn là quá mạnh. Wow, cực kỳ ấn tượng với con Yeti Zombie. Nó khả năng chịu được một đòn sát thương từ con Ostar. Một cú húc đầu cực kỳ mạnh. Phải chăng đây là một hạt giống số 1 dành cho chức vô địch? Ok, vậy là sau 4 vòng đấu thì chúng ta sẽ có hai trận bán kết. Trận đầu tiên là giữa con Rock Puncher và con Yeti Zombie. Kết quả thực sự bất ngờ, bởi vì con Rock Puncher là một con zombie mình đánh giá là rất là mạnh. Đây sẽ là trận bán kết thứ hai. Ok, chúng ta đến với trận tranh top 3 giữa hai con zombie thua cuộc. Con Rock Puncher và con Sunday. Nhưng vẫn là con Rock Puncher đã giành chiến thắng. Trận chung kết của chúng ta đây rồi. Wow, như vậy là kết thúc vô cùng bất ngờ. Con Yeti Zombie là con giành chức vô địch. Đây, chúng ta tiếp tục đến với một trận đấu nữa, đấu với con Gargantua để xem con Yeti sẽ đến đâu.
Ok, video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video khác. Goodbye.